Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay một cái dòng sông rất lịch sử của nước Đức, nơi ngăn cách giữa Cộng hòa Dân chủ Đức và thể chế cộng sản ở phía bên kia, và phía bên đằng sau chúng tôi đó là khu vực của Cộng hòa Liên bang Đức, trước đây là thể chế dân chủ, và bây giờ cả hai nước đã thống nhất, và điều đó đưa đến cái hạnh phúc và tự do cho người dân ở nước Đức. Nhưng cái điều này đang ở Việt Nam đang có thể phải lặp lại, vì việc mà Hoa Kỳ quyết tâm tiêu diệt bá quyền, còn Việt Nam thì dựa thế chỉ mặt thẳng bành trướng Bắc Kinh. Và cái thông tin mà chúng tôi vừa nhận được và rất mới trong thời gian vừa qua đó là việc Tổng thống Donald Trump hôm 20 tháng 8 đã thẳng thắn tuyên bố là phải xử Trung Quốc cho dù kinh tế Mỹ có thể bị ảnh hưởng. Và đây là những bài báo mà các bạn có thể xem và tra cứu ở báo chí nước ngoài hoặc ở báo chí trong nước cũng bắt đầu đăng. Và ông Trump nói là tôi là người được Mỹ chọn và đang thắng cuộc Trung Quốc. Và cũng ngày hôm qua, ngày 21 tháng 8, ông Trump nói thêm: tôi là người được chọn nên phải gánh vác chuyện này. Tôi đang chiến đấu với Trung Quốc về thương mại. Chúng tôi đang thắng. Thì đây là hình ảnh các bạn thấy suốt trong thời gian qua, sau khi nhậm chức cho đến nay thì Tổng thống Donald Trump của Mỹ đã liên tục đưa ra những cái đòn phủ đầu với Trung Quốc, và đặc biệt là trong cuộc chiến thương mại thì đang gây ra những cái rung động khắp thế giới. Và bây giờ không những cuộc chiến thương mại mà còn dẫn đến những cái việc mà Trung Quốc sẽ bắt buộc phải chịu sự kiềm chế của các nước dân chủ và tự do ở trên các vùng biển và những cái nơi mà Trung Quốc đang ngang nhiên, ngang ngược xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và thêm một thông tin nữa là cái cố vấn an ninh ông John Bolton của Mỹ cũng đã chỉ trích việc Trung Quốc bắt nạt các nước khác trên Biển Đông. Và đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo trên những trang của quốc tế cũng như một số blog tự do. Thì tại Washington, ngày hôm 20 tháng 8, 2019 thì ông ta đã tố cáo Bắc Kinh vận dụng chiến thuật hăm dọa trên Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền hầu hết diện tích. Và ngoài ra, ông cố vấn an ninh Mỹ John Bolton còn tuyên bố thêm: các nỗ lực cao độ mới đây của Trung Quốc để hăm dọa các quốc gia khác trong việc khai thác tài nguyên của họ là rất đáng ngại. Hoa Kỳ kiên quyết ủng hộ những ai đang đương đầu với các hành vi cưỡng bức và chiến thuật đe dọa gây nguy hại cho hòa bình và an ninh khu vực. Thì các bạn thấy có thể xem thêm cái thông tin này, và liên tục trong thời gian vừa qua ông cố vấn an ninh quốc gia Mỹ liên tục đưa ra những cái thông tin và phản đối Trung Quốc về việc khi Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và dường như là đã thảo luận và với Mỹ và các nước châu Âu xong, cho nên Việt Nam trong thời gian vừa qua đã mạnh dạn liên tục đưa ra các công hàm phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của mình. Và cụ thể nhất các bạn có thể thấy đấy là hình ảnh của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nhiều lần đưa ra các công hàm phản đối Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, và Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải rút hết tàu ra khỏi khu vực này. Và theo thông tin của các cơ quan chức năng thì ngày 13 tháng 8, tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại hoạt động tại vùng và xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Thì đây là cái thông tin mà các bạn có thể xem trên các mạng ở trong nước cũng đã được đăng tải rất nhiều trong thời gian vừa qua, và đăng tải cái điều này nói lên về việc Việt Nam cuối cùng phải cương quyết đưa ra những cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc, bởi không thể tiếp tục để cho Trung Quốc hoành hành trên Biển Đông và dùng những cái tàu để đâm húc những cái tàu cảnh sát biển Việt Nam cũng như tàu của các chiến sĩ hải quân và những cái tàu của người ngư dân Việt Nam. Và các bạn có thể thấy thêm hình ảnh là Việt Nam vừa rồi đã đưa chiến hạm ra ngoài khu vực đó là chiến hạm Cleopatra Quang Trung, là tàu chiến hiện đại hàng đầu của Hải quân Việt Nam, và chiến hạm này đã hiện nay vẫn đang có mặt ở vùng biển chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đó là vùng Bãi Tư Chính. Và cái hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ thêm cho các bạn theo cái hình ảnh vệ tinh đã đánh dấu do ông phó giáo sư Mattson của trường đại học hàng hải của Mỹ đưa ra, thì ông ấy ghi rất rõ với những cái thông tin này thì là tàu Trường Sa 401012 cũng đang ở đây, và ngoài ra thì chiến hạm Quang Trung thì cũng đang chốt giữ ở khu vực này. Như vậy thì điều này khẳng định với một cái chuyện là Việt Nam bây giờ không còn quá sợ hãi Trung Quốc nữa, vì Việt Nam có lẽ đã nhận được cái sự ủng hộ rất rõ ràng của phía Mỹ cũng như châu Âu và các nước, và Việt Nam bắt buộc phải thay đổi cái chính sách của mình để phù hợp với quốc tế cũng như có thể bảo vệ được chủ quyền biển đảo của cha ông đã để lại. Và thêm một cái thuận lợi nữa là hôm 20 tháng 8 năm 2019 thì Tổng thống Philippines Duterte đã tuyên bố luôn là Philippines sẽ thất lễ nếu chiến hạm của nước ngoài không được mời mà tới. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem trên những cái trang truyền thông của quốc tế đã đưa cái thông tin này rất rõ ràng. Tuy nhiên ở trong nước thì những cái thông tin như vậy đã không được đưa một cách đầy đủ hoặc là chi tiết, hoặc thậm chí là không đưa. Và trong cái thông tin ngày 20 tháng 8 cũng nói rõ là Tổng thống Duterte cảnh báo tàu nước ngoài sẽ bị đối xử không thân thiện nếu họ mạo hiểm vào vùng lãnh hải Philippines mà không được phép, ám chỉ các tàu chiến Trung Quốc đi vào khu vực gần bờ biển Manila kiểm soát. Ông Panelo, người phát ngôn của Tổng thống Duterte nói thêm, tất cả các tàu nước ngoài đi qua lãnh hải của chúng ta phải thông báo và được chính quyền các cấp có thẩm quyền chấp thuận trước khi vào. Và ngoài ra ông ta nói tiếp, chúng tôi một là tiếp đón một cách thân thiện, hai là chúng tôi thực thi hành động không thân thiện. Thì đây là cái hành động rất rõ ràng và động thái rất rõ ràng sau một thời gian rất dài. Cái việc ở Philippines dường như là không có mạnh mẽ trước những cái sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, vì có lẽ họ đã có những cái thỏa thuận về kinh tế, nhưng dường như gần đây Philippines đã trở nên dũng cảm hơn và quay lại về vấn đề chủ quyền biển đảo của họ, và điều đó dẫn đến việc có những cái tuyên bố rất mạnh mẽ như vậy. Vì trước đó các bạn cũng đã theo dõi trên những trang truyền thông của quốc tế đã thấy rõ là tàu chiến của Trung Quốc đã đi qua khu vực biển của Philippines và không thông báo cho nước này, và đương nhiên với những việc đó là Trung Quốc đã vi phạm cái chủ quyền của Philippines, và điều này dẫn đến Philippines đã phải đưa ra những công bố rất mạnh mẽ như vậy. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam cho đến nay thì bắt đầu xác nhận tham gia các hoạt động quân sự với Mỹ tích cực hơn. Tức là các bạn có thể thấy những hình ảnh mà sau khi ông người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng là Bãi Tư Chính, Trung Quốc muốn quốc gia liên quan tôn trọng chủ quyền, tức là họ ám chỉ Việt Nam. Và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói với phóng viên hôm 19 tháng 8 vừa qua nọ rằng Bắc Kinh hy vọng quốc gia có liên quan sẽ hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự hài hòa và yên ổn trong các vùng biển đó. Thì đây là cái việc mà Trung Quốc tiếp tục đưa ra phát ngôn, và họ cho rằng cái đường chín đoạn, tức là đường lưỡi bò như Việt Nam vẫn hay nói là cái chủ quyền của họ, và buộc Việt Nam và những nước khác phải rời khỏi những cái khu vực này, mà trong đó là có Bãi Tư Chính và có những giàn khoan cũng như là có những cái tàu thăm dò và thuộc cái đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng phải rời đi. Đây là cái phát ngôn của ông của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 19 vừa qua. Và Việt Nam dường như là bắt đầu có thái độ rõ ràng hơn đối với Trung Quốc, cho nên người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày hôm nay, bà Lê Thị Thu Hằng đã nói rằng là Việt Nam sẽ tham gia cuộc tập trận Mỹ và ASEAN lần đầu tiên. Và ngày 2 tháng 9 tới, Việt Nam sẽ cùng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tham dự cuộc tập trận chung đầu tiên tại Vịnh Thái Lan. Và cuộc tập trận này rất quan trọng vì trong cái thông tin mà bà Hằng nói thì của chiều nay ngày 22 tháng 8 tại Hà Nội, thì bà có nói rằng là cuộc diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ sẽ diễn ra từ ngày mùng 2 tới ngày mùng 6 tháng 9 năm 2019. Đây là hoạt động được tiến hành theo thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Mỹ năm 2018. Là thành viên của ASEAN, Việt Nam sẽ tham gia cuộc tập trận này. Vâng, thế đấy. Sự kiện tập trận này diễn ra ở cảng Hải quân Sattahip ở tỉnh Chonburi, Thái Lan và kéo dài tới mũi Cà Mau của Việt Nam. Và như vậy rõ ràng là với cái việc mà đưa mũi Cà Mau của Việt Nam vào trong cuộc tập trận này và Việt Nam tuyên bố tập trận với Mỹ, cùng với Mỹ, thì đây là động thái đáp trả rất đích đáng và rõ ràng của chính phủ Việt Nam đối với nhà cầm quyền Bắc Kinh trong cái việc mà họ liên tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và ngay cả ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy trong lúc này, thời điểm này thì những chiếc tàu của Trung Quốc, tàu hộ tống Trung Quốc cùng tàu Hải Dương 8 và nhiều tàu hải cảnh khác của Trung Quốc vẫn tiếp tục quần đảo ở khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam. Mà đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo trên trang tweet của ông Phó Giáo sư Mattson dạy ở trường Đại học Hải quân Hoa Kỳ. Và ông ta nói rõ rằng là có rất nhiều cú dường như là va chạm rất sát của các tàu Quang Trung, chiến hạm Quang Trung với tàu Hải Dương 8 ở trong khu vực này, và những cái điểm chấm màu đỏ đấy là những cái điểm mà có thể những cái tàu đó đã đâm vào nhau dữ dội. Và thời điểm này thì những cái chiếc tàu này vẫn quanh quẩn khu vực này và Việt Nam vẫn chốt giữ, dùng chiến hạm Quang Trung vẫn ở đây và tàu Trường Sa vẫn nằm ở khu vực này. Ngoài ra chắc chắn còn rất nhiều các tàu của Việt Nam cũng đang sẵn sàng có thể thực hiện cái quyền bảo vệ chủ quyền của mình ở khu vực Bãi Tư Chính. Và có lẽ Việt Nam đã toan tính hơi nhiều quá trong thời gian vừa qua và lo sợ ảnh hưởng cái đại cục khi không cho người dân Việt Nam biết thông tin thực tế đã căng thẳng đang diễn ra như thế nào ở vùng chủ quyền biển đảo, đặc biệt là vùng Bãi Tư Chính. Và điều đó là bất lợi cho Việt Nam vì người dân sẽ không biết được thông tin sự thật, và qua đó thì họ cũng có thể có những cái phản ứng không rõ ràng, không đúng. Và những cái thông tin này đã được bưng bít từ rất lâu, bởi vì những cái hợp tác của Việt Nam với Trung Quốc thì thực ra nó đã có quá trình lịch sử rất dài. Đây là hình ảnh các bạn thấy rất rõ ông Hồ Chí Minh và ông Mao Trạch Đông đã gặp gỡ nhau rất nhiều lần, và dường như họ chung ý thức hệ, cho nên cái điều mà họ muốn dứt bỏ cái điều này rất khó khăn đối với Việt Nam. Nhưng đây là cái thời điểm Việt Nam có thể tận dụng cái cơ hội của mình để có thể thoát Trung Quốc, để thực sự trở thành một nhà nước độc lập, tự do và dân chủ như là cái mong muốn của nhiều người dân và nhiều lãnh đạo khác ở trong nước. Và khi Việt Nam cần các nước dân chủ và văn minh đang giang tay ủng hộ mình như bây giờ, thì cần phải dứt khoát từ bỏ những cái định kiến cũ, hợp tác chân thành với những cái nước dân chủ văn minh để cùng với họ bảo vệ được cái chủ quyền Biển Đông của mình, cũng như bảo vệ cái tự do hàng hải, tự do hàng không khi mà trước cái sự đe dọa ngày càng lớn của Trung Quốc. Và điều đó Việt Nam cần phải làm ngay và không thể chần chừ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ năm 22 tháng 8, 2019. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần sau. Các bạn hãy để lại những bình luận cũng như chia sẻ những cái video này để chúng tôi có thể được phục vụ các bạn trong một thời gian tới với những thông tin nhanh nhất, trung thực nhất. Cảm ơn các bạn.